Năm 2022, Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều được thí điểm xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Kết quả bước đầu cho thấy phường đã có sự chuyển biến rõ nét. 7 nhiệm vụ 20 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị được Công an phường An Hòa triển khai thực hiện và đạt những kết quả đáng kể. Thấy nó chuyển biến rất rõ rệt. Về an ninh trật tự thì không lúc nào cũng là công an khu vực đã tới tận mà tổ dân phố luôn, và trộm cắp rồi là sẽ giảm thấy rõ rệt. Là người dân ở trên địa bàn của phường Hòa là luôn chấp hành tốt những cái quy định, những cái pháp luật của nhà nước, và riêng công an cảnh sát khu vực 2 và công an của phường đã thường xuyên là nhắc nhở tuyên truyền người dân là thực hiện các cái mô hình an ninh trật tự, cái mô hình 5 trong 1. Từ khi thực hiện mô hình, Công an phường An Hòa đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó đi sâu vận động tuyên truyền hộ dân, phối hợp cùng 5 khu vực và giao trách nhiệm cho các ngành đoàn thể khu vực theo từng nhóm tiêu chí có liên quan đến nhiệm vụ để thực hiện. Bám sát vào cái quyết định 639 của Bộ Công an, và bên cạnh đó thì theo cái nghị quyết số 06 của Thành ủy Cần Thơ về cái xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu, bám sát vào các cái nội dung của tiêu chí của theo cái quyết định, và tiếp tục là tham mưu cho Đảng ủy ủy ban cùng cả hệ thống chính trị để tập trung thực hiện. Công an phường còn tham mưu Công an quận, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, Ban chỉ đạo 138 phường, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, ban nhân dân khu vực phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Vận động gia đình và người thân là phải chấp hành theo cái chủ trương, cái chỉ đạo của công an phường. Các cái nội dung mà tuyên truyền đó mình cũng thường xuyên nhắc nhở. Nhờ vậy, trong thời gian qua, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn phường được đảm bảo, số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và số vụ cháy nổ được kiềm chế, trật tự giao thông đô thị được kiểm soát tốt. Coi như cái việc tổ chức thực hiện thí điểm của phường và làm cái hình mẫu để mà chúng ta rút kinh nghiệm để mà nhân ra trong cái các cái công an phường trong thời gian sắp tới. Bên cạnh cái mặt được thì chúng ta cũng lưu ý đó, là một số cái tiêu chí mặc dù chúng ta đạt nhưng mà nó chưa có tính chất bền vững. Ví dụ như vấn đề là vệ sinh môi trường, vấn đề quản lý các cái đối tượng phạm pháp hình sự hoặc là những cái đối tượng ở địa bàn đó thì cũng cần phải có cái sự lưu ý chặt chẽ hơn, về thường xuyên hơn để làm sao mà các cái tiêu chí đó nó có tính chất ổn định lâu dài. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề nghị rằng là trong cái quá trình tổ chức thực hiện thí điểm thì các cấp ủy đảng, chính quyền của phường, của quận Ninh Kiều, rồi của công an thành phố cũng như là của thành phố đó thì cũng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, biểu dương những cái thành tích mà anh em làm được, nhân rộng ra, đồng thời đó thì cũng khắc phục những cái hạn chế. Xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm hướng tới mục tiêu nâng chất lượng hoạt động công tác công an phường, tạo môi trường văn minh đô thị và an toàn cho nhân dân.